Buổi sáng thức dậy, bạn chợt nhận ra có một mùi hương kỳ lạ văng vẳng quanh ta. Mùi này chắc chắn là mùi thịt rồi, nhưng mà thịt gì thì mình chưa biết. Thế nên để giải đáp thắc mắc thì mình sẽ quyết định đi theo tiếng gọi của cái mũi, chứ không phải là mình ham hố đồ ăn đâu nha. Và thế là cái mùi hương đó dẫn mình đến văn phòng làm việc nơi có người đang ăn mảnh kia kìa. Ơ hay thật đó, chị em có đồ ăn mà không gọi gì cả. Ăn gì đây, em xin miếng. Ôi dồi, chính xác là cái mùi này rồi, ra là mùi cá bò khô mọi người ạ. Rốt cuộc là cái món này có gì hay ho mà khiến chị bỏ bữa trưa bình thường mà quay ra chỉ ăn cá bò khô vậy? Ơ thế mà mùi vị nó hay nha. Cá nhưng mà không hề có mùi tanh đâu, thay vào đó lại còn ngọt ngọt, lại hơi dai dai này. Món này kể ra ăn vặt hợp lý cực kỳ. Ngồi xem phim mà có cái này nhâm nhi thì hết nấc luôn. Đấy, cứ xé miếng nhỏ ra mà ăn thôi, cá không có xương nên không cần lo. Mà đúng là cái mùi thơm của nó không từ chối được, thế nên mới kéo mình từ nhà đến văn phòng chứ. Nhưng mà chưa gì mình đã ăn hết cái phần mình xin rồi. Thôi thì thấy chị gái xinh đẹp bên bộ phận quản lý vẫn đang chăm chú làm việc mà lại dư một gói cá bò nữa, em xin em mang về ăn nha. Thì đùa xíu thôi, thực ra là mình xin chị ý rồi. Ai bảo chị nói là nhà chị còn nhiều, thế là mình xin một hộp thôi. Mà thấy bảo cá bò khô này còn chế biến được nhiều món lắm, không chỉ là ăn không đâu cả nhà. Thế nên là mình mang về nhà và quyết định là bắt tay làm món gì đó. Nhưng mà trước tiên thì cứ kiểm tra cái hộp cá bò đã nhở. Cái này thì thấy không giống với cái túi mình vừa ăn lúc nãy, vì nó kiểu sợi sợi. Đây này, mình bóc ra cho mà xem, người ta kiểu sắt sẵn ra rồi, từng sợi một ăn đến đâu lấy đến đấy. Tìm kiếm một chút thì mình thấy cái món gỏi cá bò khô có vẻ dễ làm và mình có thể làm được. Thế nên là đi mua một chút nguyên liệu rồi bắt tay vào làm này. Hành tây thái ra ngâm với giấm rồi bóp đi cho bớt hàng. Xong cái là thái sợi cà rốt với dưa chuột ra. Nhớ chuẩn bị cả gừng và tỏi để làm cái nước gỏi nữa nha. Xong đó thì chuẩn bị một cái bát sạch, cho thêm một xíu nước vào, hòa với đó là một chút nước mắm, thêm khoảng 2 thìa đường, nói chung là mình tự cân đo đong đếm, cho luôn gừng với tỏi đã dập vào. Hai là lúc nào mình nấu ăn chả tâm linh, thế nên là không có liều lượng nhất định. Đấy, cho nửa quả nước cốt chanh nữa nha. Rồi là bột ớt. Xong xuôi nước gỏi thì mình cho luôn cái phần hành tây đã bóp sạch vào. Kế đó là cà rốt và dưa chuột cũng cho vào nốt. Cuối cùng là một chút rau thơm đã sắt nhỏ. Giờ là đến cái phần nguyên liệu quan trọng nhất, chính là cá bò. Mình sẽ rán không dầu đến bao giờ nó kiểu mềm mềm thế này là được. Cắt miếng nhỏ ra xong là cho luôn vào cái gỏi lúc nãy ấy. Giờ chỉ việc là trộn đều tất cả thảy chúng nó với nhau thôi. Dễ như ăn kẹo mà còn dễ hơn cả ăn kẹo ấy chứ. Đấy, dưới thêm một chút nước cho đậm đà, sau đó để đó cho nó ngấm thôi. Vẫn còn cá bò dư, thế là mình làm thêm một món nữa cũng không kém phần đơn giản. Vì tại trong nhà cũng đang có sẵn bột chiên rồi, một bát sẽ pha với nước, cho thêm cả đá lạnh này, còn một bát thì để không. Cá bò khô thì mình sẽ phải mang đi ngâm nước 3 đến 5 phút. Xong cái là nhúng qua bột khô trước này, rồi đến cái bột ướt thì mình đang làm cá bò khô chiên giòn đó nha. Nhớ là phải nhúng thật đều thì nó mới có cái lớp vỏ giòn đều được. Xong cái là chỉ việc cho vào chảo thôi, nhưng mà phải nhớ là để lửa nhỏ, không là cái món này nhanh cháy lắm đấy. Đấy, xong là mình cũng chiên thêm một chút và thành quả thì sẽ được như thế này. Thế thành ra là một bữa toàn cá bò khô luôn. Trời ơi, ăn thử có miếng mà nó giòn rùm rụm. Giờ thì mang tất cả thảy hai món ra cùng thưởng thức nào. À đây, mình còn có cái món ăn mới nữa, một cái loại gọi là kẹo hạt, cũng là mình mua để ăn vặt ý. Thế nên là để cho cái bàn nó đỡ trống trải thì mình cũng mang nó ra ăn cùng luôn. Giờ thì thưởng thức từng món một nha. Cá bò chiên giòn trước này, vốn nó đã thơm rồi mà chiên lên nó còn thơm hơn mất mấy chục lần. Cái độ giòn thì không thể tả nổi rồi. Dù là áo qua hai lớp bột nhưng mà vị cá bò vẫn rõ ràng nha. Về phần cá bò ở gỏi thì là mềm hơn, có vẻ là mình nêm cũng dễ ăn phết, kiểu chua chua ngọt ngọt. Úi giờ mới biết trong đống hạt này có cả sô cô la.